Thưa quý vị, theo thông báo từ cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA, thì mặt trăng tròn màu cam kỳ lạ sẽ xuất hiện từ chiều nay theo giờ Việt Nam. Cụ thể là trăng tròn màu cam sẽ xuất hiện từ 16 giờ 59 phút ngày hôm nay và kết thúc vào sáng ngày mai ngày 11 tháng 9. NASA cho biết là trăng tròn ở thời điểm này có tên là trăng mùa thu hoạch. Ánh trăng kéo dài trong nhiều đêm liên tiếp giúp cho người nông dân có ánh sáng để tiếp tục làm việc vào ban đêm. Vâng, có thể nói là hiện tượng mặt trăng cam xuất hiện vào đúng đêm rằm tháng 8 này. Đây là một điều khá thú vị mà các em nhỏ đang háo hức chờ đón. Và không biết là thời tiết tối nay như thế nào, có thuận lợi để ngắm trăng hay không? Xin được mời biên tập viên thời tiết Ngọc Vân sẽ cập nhật đến quý vị. Vâng, Sơn Lâm, và tối nay thì hầu khắp cả ba miền đất nước sẽ tạnh giáo để các em nhỏ ngắm trăng và vui Tết Trung Thu. Tại thủ đô Hà Nội tối nay trời chủ yếu nhiều mây, không khí mát mẻ, đúng tiết trời mùa thu. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 tới 28 độ. Từ 22 giờ trở đi khả năng mới có mưa nhỏ, nhiệt độ hạ xuống còn 25 tới 26 độ. Thành phố Đà Nẵng sẽ là một trong những nơi có thời tiết đẹp nhất trong đêm Trung Thu. Trời ít mây, trăng rằng sáng tỏ, trời mát, nhiệt độ trong khoảng từ 26 tới 27 độ. Ở phía Nam, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, những cơn mưa buổi chiều đã ngớt. Trong tối và đêm nay, trời tạnh giáo, có những khoảng mỏng mây, trăng sáng, thuận lợi các hoạt động phá cỗ và vui Tết Trung Thu ngoài trời của các em. Nhiệt độ cũng khá dễ chịu, ở vào khoảng 27 độ. Còn bây giờ, xin mời tiếp tục chương trình Chuyển động 24 giờ.